Xin mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Và trước khi đến với chương trình hôm nay, chúng ta cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội, có 6 trường hợp dù nghỉ hưu trước tuổi nhưng sẽ được hưởng lương tối đa. Doanh nghiệp thủy sản đau đầu vì người lao động vay tiêu dùng không đủ khả năng trả nợ, làm ảnh hưởng đến danh dự công ty. Giải pháp nào cho vấn nạn này? Cua Cà Mau vừa được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp văn bản bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng hôm qua, dù địa bàn 8 cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tổ chức buổi trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Tại đây, ông Nguyễn Thanh Sơn, vụ trưởng vụ địa bàn 8 cơ quan Kiểm tra Trung ương đã trao đổi hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính Đảng và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Trong đó lưu ý, chỉ có giám sát chuyên đề chứ không kiểm tra chuyên đề và chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Khi kiểm tra có dấu hiệu vi phạm không dừng lại tại cơ quan có dấu hiệu vi phạm mà phải xem xét mức độ vi phạm liên quan đến đâu. Đặc biệt đối với công tác kiểm tra, chủ yếu là kiểm tra sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của người đứng đầu cơ quan đơn vị chứ không chú trọng vào những sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mặc dù nghỉ hưu trước tuổi nhưng có 6 trường hợp sẽ được hưởng lương tối đa theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm Xã hội 2014. Hai trường hợp đầu tiên là người có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Riêng các trường hợp công tác trong môi trường công an, quân đội thì tuổi về hưu sớm thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường. 4 trường hợp còn lại là người làm công việc khai thác than trong hầm lò, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, hưởng chính sách về hưu trước tuổi, người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng. Quý chị thân mến, trở về mái trường xưa là tên chương trình họp mặt của 100 cựu học sinh trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ vào trung tuần tháng 7 tại tỉnh Cà Mau. 50 năm đã qua, các thế học sinh của trường trưởng thành đều là những cán bộ đảng viên trong các cơ quan đảng nhà nước. Nhưng chuyến trở về lần này như người con người cháu về để trả nợ ân tình với mảnh đất đã cưu mang chở che mình dưới mưa bom lửa đạn năm nào. Trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ được thành lập vào đầu năm 1962 tại vùng căn cứ kháng chiến thuộc huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Ban đầu trường mang tên Trường Thiếu Sinh Quân khu Tây Nam Bộ. Đến năm 1964, trường đổi tên thành Trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ. Từ khi thành lập đến năm 1975, trường đã đào tạo được khoảng 700 học sinh. Đi học từ khi tức lúc 10-11 tuổi mà sống với nhau. Thành ra tình cảm dữ lắm. Bây giờ thì tất cả đều đã lớn tuổi và cái còn lại được đó là điều trân quý lắm. Bởi vì ở đâu hả có họp mặt là cái cố gắng phải đi. Học trong trường là gọi như coi chế 2, chế 3, chế 4, ví dụ vậy đó. Rồi học trò là em vậy thôi. Rồi những cái lớp mà nhỏ nhỏ là mấy cô giáo có thể là giá quần áo cho mấy học trò nhỏ, rồi mùng mền nữa, tại vì cái lớp đó bao giờ cũng có là hai cô giáo, cô y tá. Ngày họp mặt không chỉ là gặp nhau, mà còn chia sẻ, tri ân và đền đáp cái ơn cái tình của vùng đất và những con người đã từng chở che mình ngày thơ ấu. Rất nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như khám và cấp thuốc miễn phí, thăm tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Kể từ khi mà con được học trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng thì con được tiếp xúc với những cô chú, những ông bà là cựu học sinh của trường mình. Thì con được nghe kể về từ những ngày đầu tiên mà trường được thành lập
những cái lần mà tránh bom đạn của Mỹ, hay là những cái lần phải di chuyển những cái nơi, những cái vị trí học tập để mà vẫn có thể tiếp tục cái quá trình học tập và phát triển của học sinh, thì con cảm thấy vô cùng tự hào và vô cùng bất ngờ về truyền thống của trường mình. Trở về mái trường xưa diễn ra trong 3 ngày nhưng mang nhiều ý nghĩa. Các thế hệ học sinh trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ và trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ nguyện mãi xứng đáng với truyền thống của ngôi trường, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và tin vui đến với người trồng ớt, hiện thì giá ớt tại đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ đang thu mua với giá cao do nguồn cung hạn chế, cộng với nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đang tăng. Theo đó, tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, ớt Chỉ Thiên loại 1 được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua với giá 65.000 đến 70.000 đồng một ký. Trong khi hồi đầu năm 2022, giá chỉ ở mức 10.000 đến 14.000 đồng một ký. Còn giá ớt Chỉ Thiên loại 2 tại nhiều nơi hiện được nông dân bán ra ở mức 58.000 đến 60.000 đồng một ký. Ớt Sừng Vàng loại 1 có giá 85.000 đến 90.000 đồng một ký. Ớt loại 2 có giá 70.000 đến 75.000 đồng một ký. Giá ớt Sim Xanh loại 1 hiện ở mức 45.000 đến 50.000 đồng một ký. Một thông tin vui khác là cua Cà Mau vừa được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Dùng đất nuôi cua phổ biến và cho chất lượng tốt nhất của tỉnh Cà Mau thuộc các huyện Nam Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân và Đầm Dơi. Đây cũng là những địa phương nằm trong bản đồ khu vực địa lý được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cua Cà Mau. Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh sản xuất sau dịch nên trong 6 tháng qua, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ tăng nhanh với hơn 7.600 lao động được tuyển dụng. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, tổng số lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn đến thời điểm hiện tại là gần 43.500 lao động, tăng trên 7.600 lao động so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng số lao động của các doanh nghiệp FDI là trên 20.000 lao động. Ban cũng đã cấp mới 29 gia hạn 2, cấp lại một giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Hiện nay, tổng số người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là 89 người. Ngoài ra còn thực hiện xác nhận 26 lượt đăng ký sử dụng lao động, 7 đăng ký nội quy lao động, chấp nhận 7 thỏa ước lao động tập thể và tiếp nhận 7 hệ thống thang lương, bảng lương đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, nhu cầu nhân lực của thành phố vào khoảng 136.000 đến 150.000 người. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại dịch vụ chiếm hơn 65%. Còn lại là khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực nông lâm thủy sản. Trong đó, 4 ngành công nghiệp trọng yếu như cơ khí, sản xuất hàng điện tử, chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống, hóa dược, nhựa cao su chiếm hơn 20%. 9 ngành dịch vụ chính gồm thương mại, vận tải, kho bãi, du lịch, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin, truyền thông, tài chính tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh tài sản bất động sản, thông tin tư vấn khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế chiếm gần 53%. Mới đây, trên một diễn đàn trực tuyến có thông tin rao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục, kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam. Đây được xem là hồi chuông cảnh báo về việc lộ lọt dữ liệu cá nhân đang trở thành tình trạng phổ biến trên không gian mạng. Theo một nghiên cứu, có tới 80% nguyên nhân lộ lọt thông tin cá nhân là xuất phát từ chính sự bất cẩn của người dùng. 20% còn lại thuộc về nhà cung cấp dịch vụ, nhất là lỗ hổng trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Trong đó có những doanh nghiệp chủ ý đưa thông tin khách hàng cho bên thứ ba. Để nâng cao nhận thức cho người dùng, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia trực thuộc Cục An toàn Thông tin đã có những tài liệu hướng dẫn những kỹ năng cơ bản bảo vệ thông tin của mình tại website khonggianmang.vn, đồng thời khuyến cáo người dùng tránh truy cập sử dụng những phần mềm crack hoặc không có bản quyền. Thời gian gần đây, người sử dụng điện thoại di động liên tục nhận được những tin nhắn rác hay những cuộc điện thoại có nội dung quấy nhiễu hay là lừa đảo. Đã có không ít trường hợp nhẹ dạ cả tin chuyển tiền cho kẻ gian. Chỉ trong tháng 7 này, Ban Cán sự khu vực 1 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã kịp thời can thiệp ngăn chặn khoảng 30 trường hợp người dân trên địa bàn có ý định chuyển tiền theo tin nhắn điện thoại lừa đảo. Đây là những trường hợp có báo công an,
Còn trên thực tế, có 5 trường hợp khác đã chuyển tiền với số tiền hàng trăm triệu đồng. Vừa qua có nhận cuộc điện thoại là nói là tôi có vay cái khoản vay 58 triệu của ngân hàng MB, rồi đến thời điểm là phải ra để mà xử lý. Tôi nhận cái cuộc điện thoại vậy thì trong lòng cũng hoang mang, lo sợ. Tôi cũng tính là gom tiền để đi trả, để khỏi bị ra hầu tòa. Đó. Thì nhưng mà sau đó thì là được anh em phát hiện, rồi cũng ngăn chặn lại. Sập bẫy là 5-600 triệu hoặc là có khi cả tỷ bạc. Thì do đó một cái gánh nặng, bởi vì hiện nay của mình là đang chuyển sang từ lên cái công nghệ 4.0 thì mình sử dụng các cái hệ thống mạng này rất nhiều. Thì do đó cơ quan chức năng phải tăng cường lên để kiểm tra rà soát lại cái quản lý cái hệ thống mạng. Tin nhắn, điện thoại rác, lừa đảo không phải là chuyện mới. Ngoài bị làm phiền qua tin nhắn, hiện nay nhiều người còn nhận các cuộc gọi tiếp thị dịch vụ sản phẩm. Nguy hiểm hơn, còn có các cuộc gọi mạo danh cơ quan thi hành luật pháp đe dọa. Nếu người dùng không đủ tỉnh táo để bảo vệ mình thì rất dễ bị lừa gạt. Có cái tin nhắn nhắn vô đòi nợ tôi về đóng phạt giao thông và đồng thời đòi nợ tiền hoài vậy đó. Nên nhưng mà tôi đăng ký thuê bao, tôi thuê bao chính chủ mà trái ngược lại á, coi như là nhà mạng gì quản lý không chặt chẽ hết trơn á, để lộ thông tin ra ngoài cho kẻ xấu nó lợi dụng. Đã thiết lập cái Zalo ở tại khu vực và thông qua đó là tuyên truyền bà con, nếu ai nhận được tin không thuộc về những tin tức của mình thì không cung cấp thông tin, không cung cấp về những thông tin cá nhân, có khó khăn gì vướng mắc điện thoại trực tiếp cảnh sát khu vực hoặc là trưởng khu vực. Mới đây các nhà mạng công bố đã ngăn chặn hơn 26.000 thuê bao nghi ngờ phát tán tin nhắn cuộc gọi rác trong đầu năm nay, nhưng người dùng vẫn liên tục bị quấy rối. Chừng nào vẫn còn tình trạng sim rác, sim không chính chủ thì cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn hoành hành. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần thúc đẩy để siết chặt việc quản lý sim chính chủ, loại bỏ sim không chính chủ càng sớm càng tốt. Nhưng không chỉ có những tin nhắn cuộc gọi rác mà mới đây thì nhiều lãnh đạo của các doanh nghiệp thủy sản còn bị quấy nhiễu hay là đe dọa và bôi nhọ một cách trắng trợn công khai qua điện thoại, tin nhắn hoặc là mạng xã hội từ các cá nhân không quen biết. Được cho là từ các tổ chức tín dụng cho vay tiêu dùng cá nhân, ảnh hưởng nặng nề và tiêu cực đến các doanh nghiệp, tâm lý lãnh đạo doanh nghiệp cũng như trật tự xã hội. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được các doanh nghiệp thủy sản tìm hiểu là do trong hơn 2 năm qua, dịch vụ vay tiêu dùng nhanh nở rộ ở nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Chỉ với ứng dụng trên điện thoại thông minh hay cú nhấp chuột, người lao động chỉ vì thiếu tìm hiểu cặn kẽ mà dễ dàng vay một số tiền từ các đơn vị được cho là tổ chức tín dụng với nhiều thông tin quảng cáo hấp dẫn. Khi họ không trả được nợ, các cá nhân cho vay đã gọi điện, nhắn tin liên tục, đe dọa, chửi bới đến ban giám đốc, công đoàn, các phòng ban mà người lao động đang làm việc. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có công văn gửi Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an về việc các cá nhân có hành vi trên, đồng thời đề nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết cũng như hướng dẫn cụ thể cho Hiệp hội và doanh nghiệp về cách thức và địa chỉ báo cáo giải quyết vấn nạn trên. Thực sự thì tín dụng đen trong công nhân lao động là tệ nạn tương đối phổ biến. Và để dần khắc phục vấn nạn này, mới đây, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định sẵn sàng chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng có ngay gói tín dụng 20.000 tỷ đồng để cho công nhân người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng với mức lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay. Để triển khai được chương trình gói tín dụng cho vay tiêu dùng này, ngành ngân hàng mong muốn các cấp công đoàn, đặc biệt là liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố ở nơi có nhiều khu công nghiệp quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng được giao nhiệm vụ này có thể tiếp cận công nhân. Trước mắt, Ngân hàng Nhà nước sẽ làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khảo sát, làm thí điểm để nhanh chóng đưa chính sách vào khu công nghiệp giúp người lao động có thu nhập thấp, ổn định cuộc sống hơn. Chuyển sang thông tin về thể thao. Cầm qua kỳ thủ Andrei Espipenko ở ván đấu cuối cùng, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã vô địch giải cờ vua PN Chess International Tournament 2022 tại Thụy Sĩ, qua đó áp sát vị trí trong top 20 thế giới. Trước ván đấu cuối cùng nội dung cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm hơn Andrei Espipenko 3 điểm. Nếu thua trận, anh sẽ đánh mất ngôi vô địch vào tay đối thủ. Dù bất lợi khi cầm quân đen, Lê Quang Liêm đã thi đấu chắc chắn để qua đối thủ sau 42 nước đi.
Kết quả này giúp anh có thêm 1,5 điểm, qua đó đứng đầu bảng xếp hạng với 35,5 điểm. Vô địch giải đấu rất xứng đáng. Lê Quang Liêm đang có hệ số ILO 2722, đứng hạng 23 thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Giới chức vô địch vừa giành được, kỳ thủ số 1 Việt Nam được cộng thêm 5,7 ILO, qua đó áp sát top 20 thế giới. Quả thực là kỳ thủ Lê Quang Liêm vừa mang về một thành tích đáng tự hào cho nước nhà Việt Nam. Mà anh Minh Đức biết không, hiện nay thì ngoài những cái bộ môn thể thao để mà rèn luyện sức khỏe thì các bạn trẻ có một cái đam mê dành cho bộ môn thể thao dạy trí tuệ, đó là bộ môn cờ vua đó anh. Đúng đấy ạ. Nói đến bộ môn này, mọi người tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà để chơi thành thục, để thi đấu được á, đó là cả một quá trình nữa. Và phần cuối của dòng tin sớm hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ các bạn trẻ với niềm đam mê cờ vua tại thành phố Cần Thơ. Từ nhỏ thì mấy thầy thể dục dạy môn cờ vua trong trường, nên là em thấy mấy quân cờ cũng lạ. Rồi ăn quân, mấy nước đi ăn quân, nên là lúc đó thì em thấy em thích. Khi mà em ăn được cái quân cờ thì tạo cho em cái cảm giác là hứng thú, với lại là chiến thắng được bản thân mình. Bộ môn cờ vua thì giúp ích cũng khá là nhiều đối với cuộc sống của mình. Ví dụ như việc em đi học thì nó, cái tư duy nó sẽ mình diện được cái khả năng tư duy, thì mình học những môn trong trường nó sẽ cũng đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Qua cái giải đấu trong nước và quốc tế thì cái thành tích cao nhất của em là giải trẻ Đông Nam Á ở Myanmar năm 2019, em đạt 2 huy chương vàng. Trong năm đó thì em đánh cái giải trẻ toàn quốc thì cũng được là 1 huy chương bạc cá nhân. Trong quá trình thi đấu thì mình phải tập luyện, có thể luyện được cái tính là tự lập, mình thi đấu mình tự đi, tự chăm sóc bản thân. Em nghĩ mỗi môn thể thao thì đều làm cho mọi người có thể gắn kết và để lâu dài với nó. Có hai nhân tố, thứ nhất đó chính là sự thách thức của mỗi môn. Nếu như mỗi môn đó mình cảm thấy mình còn một cái đỉnh cao mình chưa chinh phục được, vẫn còn những cái thách thức, những câu hỏi đặt ra, thì nó sẽ là cái tiền đề tạo động lực cho mình càng ngày càng đam mê, càng ngày càng nhiệt huyết hơn nữa để mình chinh phục cái đỉnh cao đó. Và thứ hai mà em nghĩ nhân tố cũng rất là quan trọng, đó là sự đoàn kết trong một tập thể. Các bạn thì chủ yếu là tập song hành giữa việc học văn hóa và việc tập cờ, thì hai cái việc này nó bổ trợ cho nhau trong quá trình các bạn tập luyện. Các bạn ngoài giờ học văn hóa thì sẽ tập trung tối đa việc tập cờ và theo lịch của chung của trung tâm cũng như của ban huấn luyện. Từ năm 2015 cho đến thời điểm này của năm 2022 thì đội đạt tổng cộng là 76 huy chương vàng, 57 huy chương bạc và 120 huy chương đồng tại tất cả các giải, là từ cấp quốc gia, quốc tế cũng như SEA Games, ASEAN. Và lại riêng năm 2022 thì đội đạt được 10 huy chương vàng, 40 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Cờ vua cần có sự động não, bình tĩnh. Nếu chơi được một môn này, không những giúp các bạn phát triển được trí tuệ, tăng cường sức khỏe, mà còn rèn luyện được sự kiên trì, góp phần vào sự phát triển toàn diện của các bạn trẻ trong tương lai. Thưa các bạn, phát huy truyền thống tốt đẹp, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, những thế hệ đi sau luôn khắc ghi sự hy sinh và tri ân đến với các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Và nhân dịp này, cùng với đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, phóng viên của chúng tôi đã đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn quận. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang đến thăm nhà ông Đặng Ngọc Ước tại khu vực 2 phường Trà An. Ông là thương binh 1/4, ông đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và bị thương tại chiến trường Tây Nam Bộ ở tỉnh Cà Mau. Bị thương với 85% do chiến tranh để lại, nhiều năm nay ông Đặng Ngọc Ước phải chống chọi với những cơn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Và cách đây 3 năm, sức khỏe suy kiệt nên ông bị tai biến phải nằm một chỗ. Mọi việc trong nhà đều trông cậy vào bà Dương Thị Minh Châu quán xuyến. Tôi cũng cảm ơn cái sự quan tâm của các cấp các ngành. Những người đi người ta không còn trở lại, nhưng mà ông này ông còn đưa được cái đầu về là mình cũng quý rồi. Thưa quý vị và các bạn, sau khi rời khỏi gia đình ông Đặng Ngọc Ước thì đoàn chúng tôi sẽ đến thăm một số gia đình chính sách khác trên địa bàn quận Bình Thủy.
Năm nay tuy đã 89 tuổi, nhưng đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bửu vẫn còn rất minh tường, mạnh khỏe. Đồng đội thường gọi ông với cái tên thân mật, anh Hai Tân, qua năm lần bị thương tại chiến trường Tây Nam Bộ ở tỉnh Cà Mau. Những lần vào sinh ra tử đã thể hiện ý chí kiên trung của người cách mạng. Để tôn vinh công lao đó, năm 1970, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cái nhà ở nè thì cũng có lực lượng bên không quân cũng ủng hộ để ổn định nhà cửa này kia đó. Thì nói chung là cũng phấn khởi thôi. Để có cuộc sống khang trang như hôm nay, bà Nguyễn Thị Điệp, vợ liệt sĩ Lý Phước Hận, cũng đã trải qua không ít khó khăn khi chồng mất lúc bà mới 26 tuổi. Vừa phải nhận nhiệm vụ cách mạng, vừa phải chăm sóc hai con còn nhỏ, nhưng bà vẫn kiên cường nuôi con khôn lớn thành tài. Đóng góp cho cách mạng cũng nhiều quá rồi, thôi bây giờ mình ở đây coi như mình đã yên ổn. Hồi hai đứa nhỏ này còn thì vậy, nó khó khăn chứ giờ nó có gia đình hết rồi, nó tự nó sống cũng được. Dịp mà 27 tháng 7 thì đi thăm những cái gia đình chính sách, bản thân tôi rất là cảm kích đối với lại cái tinh thần vì nước, quên thân, quên mình của các cô chú. Bản thân tôi phải có trách nhiệm cùng với lại các hội đoàn thể tuyên truyền giáo dục truyền thống cho cái lớp trẻ trên địa bàn của quận luôn luôn phải có cái tinh thần uống nước nhớ nguồn. Hiện nay trên địa bàn của Bình Thủy còn hai mẹ Việt Nam anh hùng và 1.138 trường hợp là đối tượng chính sách người có công. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần động viên và làm vơi dịu nỗi đau do chiến tranh để lại trong các gia đình. Đồng thời, các hoạt động cũng nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc. Thưa quý vị, dance sport là môn thể thao nghệ thuật hay còn gọi là khiêu vũ thể thao, và bộ môn này thì không còn quá xa lạ trong cái đời sống hiện nay, nhưng được mọi lứa tuổi đón nhận và yêu thích. Vì sao dance sport lại được yêu thích đến như thế và nó mang lại những lợi ích gì cho người tham gia? Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi. Hai tháng con học thì con thấy con rất là đầy sức khỏe. Sức khỏe tôi càng ngày càng nâng cao, rồi công việc tôi làm tốt hơn, đầu óc thoải mái hơn, không bị chết. Mình rất là đam mê, bởi vì lên sân đấu thì nó đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Càng đi vào kỹ thuật thì nó lại càng đẹp. Đi là phải có kiểu kỹ thuật và kết hợp với kiểu là cả cơ thể mới có thể ra được một cái động tác chuẩn luôn á. Em vui nhất là đi thi á, làm em mình được kiểu huy chương á, khi mà mình đứng trên bục giảng mình được trao giảng á, trời vui lắm. Bộ môn dance sport này kết hợp giữa ballet rồi những cái động tác đương đại và những cái có thể là những cái hip hop. Ở câu lạc bộ này cũng đại diện cho thành phố Cần Thơ đi thi các tỉnh, các giải quốc gia lớn và những cái sự kiện chuyên nghiệp của toàn quốc. Thời gian qua con đã đạt rất nhiều thành tích, thì trong đó có những thành tích như sau, như là huy chương bạc giải trẻ của thiếu niên được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và huy chương vàng cúp 5 điệu tại tổ chức ở thành phố Cần Thơ của mình. Dance sport ngoài mang lại sức khỏe dẻo dai, nâng cao thể lực và vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi, thì đối với những người có năng khiếu về bộ môn này, trong quá trình luyện tập sẽ có cơ hội phát triển tài năng của mình đến các hội thi hội diễn trong nước và ngoài nước. Điển hình là em Lý Chí Vũ đã đạt được nhiều huy chương và bằng khen từ các hội thi hội diễn khác nhau. Chả thân mến, từ lâu văn hóa thể thao bạc nhún nổi tiếng trên thế giới, nhưng hiện nay thì đã không còn xa lạ đối với các bạn trẻ của Việt Nam nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng. Vậy môn này có gì hấp dẫn mà các bạn lại yêu thích đến như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, Như Ngọc đang có mặt tại Sun Arena, một trong những khu vui chơi nổi bật ở thành phố Cần Thơ. Như Ngọc thấy các bạn trẻ thì rất là hào hứng khi đến đây. Ngay bây giờ thì Như Ngọc sẽ tham gia thử xem là như thế nào nhé. Lần đầu tiên khi mà tham gia cái bộ môn này á, thì cảm thấy rất là thích
nha. Chỉ cần mình nhún nhảy thôi thì đã được bay lên không trung. Cái cảm giác cơ thể mình nhẹ nhàng, xả stress lắm nha. Bây giờ thì Như Ngọc sẽ thử hỏi một bạn chơi gần đây ha. Chào bạn. Thì khi mà mình chơi cái bộ môn này thì mình có cảm giác ra sao nè? Dạ em thấy nó được thư giãn á chị. Với lại được vận động tùy thích của mình. Sau khi mà em chơi thì em cảm thấy là sức khỏe tốt hơn và chiều cao nó sẽ cao hơn. Vận động nhiều thì sẽ có dễ giảm cân hơn. Tụi em cũng đã từng vô đây chơi một lúc là theo group là 9 đến 10 người đồng nghiệp chung công ty với em. Thì vô đây trong đây nhờ mấy cái trò chơi mà mấy bạn tổ chức trong này là chơi chung với nhau hay là trò chơi riêng gì nữa, tụi em cũng tương tác tốt đó. Cho nên là cũng có khánh khích tình đoàn kết nhiều hơn. Môn thể thao bạc nhúng hay còn gọi là trampoline khá đa dạng với nhiều môn đơn và liên quan. Chủ yếu người chơi sẽ được nhúng, bật cao, nhảy tự do, thỏa sức thể hiện cá tính riêng của mình trên các tấm bạc đàn hồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần có một số lưu ý. Chúng ta phải trang bị cho mình một đôi vớ bám trước khi vào chơi, phải động thật kỹ trước khi vào, luôn phải nhúng bằng hai chân, không được nhúng một chân. Và mỗi người một bạc thôi, không được nhúng chung với nhau. Và bạc nào có người thì các bạn không được nhảy vào thì sẽ rất là nguy hiểm. Khi nào các bạn cần phải nghỉ ngơi thì các bạn phải lên trên đây ngồi, không được nằm hay là ngồi dưới bạc. Và khi nào uống nước thì các bạn phải ra ngoài uống, không được uống trong đây. Vận động giải phóng cơ thể cùng trampoline chính là một trong những cách giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả, ngày càng được giới trẻ yêu thích hơn, bởi vì các bạn đến đây không chỉ được chơi mà lại còn được nâng cao sức khỏe. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại trong chương trình 12 giờ trưa nay của đài chúng tôi.